Có nhà được ở đâu? Cô định bán bao nhiêu? ba triệu đấy, 3 triệu giảm có 3 triệu. 3 triệu cô có bán không? Bao nhiêu cô bán? Ông bắt đầu ngay cả 3 triệu thôi, 5 triệu như thế. 5 triệu này. 5 triệu là cô 5 triệu. Hôm nọ đây, ngày trước đây cũng được mang mình trả, xong này mang được kia bán được 3 triệu. Cũng hay nhận được điện thoại này cơ. Tiền được về đường có khi còn Ôi, vỡ 4 này. triệu có bán không? 5 triệu thôi. Thôi muốn phách rồi. Bốn triệu có bán không? Không. Không bán. Năm triệu để lấy cho cô từ đấy đúng không? Tôi cháu bảo cô này, cô đừng đi lừa người ta làm gì. Cháu thật đấy, làm thế thất đức lắm. Cô cầm cái máy tàu đi, gom chúng cháu rồi nhìn, chỉ nhìn cầm sơ qua thì nó đã biết rồi. Cô đi lừa người ta làm cái gì? Mang về tàu 100.000 cháu không thèm lấy. Trêu cô thế thôi, nhưng mà cô đừng làm việc thất đức đấy. Cô có biết đâu mà có lừa cô được Biết đấy cái chứ. gì, cháu thừa cái văn của các Ôi cô. giời, cô được cái thật, dừng nói giữa giời thì cô cháu này, cô Thôi, giữa lừa giờ thì ai? cô cầm về đi. Nhá, Cô đi rút kinh lừa. nghiệm. Cô không lừa mà cô biết con này 5 triệu. Cô, cháu nói như thế thì cô biết đâu thì cô là người đi nhặt Thôi được. thôi cô, nhặt được cô, nhặt được cũng mang, nhặt được mà lại không có mật khẩu. Cái này có dùng được không cháu? Thôi cô cầm về. Cô không biết thật. Cô được mà cô bây giờ cháu nói như thế thì cô cũng chả bảo thế. Cô cầm về. Cô có biết đâu là điện thoại gì đâu. Tốt nhất là đừng đi lừa người khác làm gì cô. Cô không biết lừa sao cháu đừng nói như thế. Cô không biết điện thoại gì thật đúng Ôi thế. giời, cháu gặp nhiều người như cô mang đến nhà cháu rồi. Cô Cháu lạ gì? không biết lừa đâu. Cô đi tưởng tự nhặt Thôi thôi được. đem Cô đi, tin làm trăm gì nghìn được. không ai mua đâu. Lượng lượng. Đừng đem bán cho người ta làm gì, mang Cái này là tiền không dùng được ạ. đức cho con cháu cô ạ.